Bác đang thi công lắp đặt xe ngoanh tại An Dương Hải Phòng. Những cặp loa nhập khẩu chính hãng của Brod Acoustic coi nhé. Đồng bộ nó sẽ sử dụng đảo vang mic Brod Acoustic nhập khẩu chính hãng của Italia. Những sản phẩm này thì anh em bảo hành chế độ bảo hành sâu. Những dòng này thì bên em những sản phẩm này vào rất thị trường rất nhiều về các cái gia đình và đặc biệt thì phòng hát. Phòng hát. Không gian nhà anh. Đúng rồi, đang cống với ông Thái. Đầu cống này là đất ông Thái. Qua đầu cống là đất ông Tuấn. Đúng rồi. Ông Barut. Bóc hộp độ bảo hành sâu anh em. Cái này để trước nó đẹp lắm. Đấy, nhìn nó đẹp. Nhưng mặt trăng dưới này nó tây. Được chưa? Tây coi chất lượng thì em không biết được. Chất lượng thì tốt bác, không biết có gì đâu. Lạch không? Trước đấy, trước trên thùng à? Lạch cái rồi.